Các con và anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 6 câu 17 và câu 20 đến câu 26. Khi ấy Đức Giêsu ở trên núi xuống cùng với nhóm 12. Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó có nhiều môn đệ của người và đoàn lũ dân chúng đến từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Sidon. Thấy vậy, Đức Giê-xu ngước mắt nhìn các môn đệ và nói: Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi vì con người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa. Ngày đó anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ, than khóc. Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã được cha ông họ đối xử như thế. Đó là lời Chúa. Cộng đoàn cùng ngồi. Kính thưa cha Linh Hướng, kính thưa quý bà anh chị em, cha chào tất cả các con thiếu nhi. Cũng lâu rồi mới gặp lại. Hôm nay lời Chúa chúng ta nghe, bây giờ chúng ta có thể mở sách ra để dò ha. Tin mừng Luca chương 6 câu 17 và câu 20 đến câu 26. Rồi có đánh dấu sẵn rồi ha. Rồi bây giờ dựa trên cái bản văn lời Chúa mà chúng ta vừa đọc đó, thì chúng ta thấy chữ nào là quan trọng nhất? Chữ nào là quan trọng nhất trong bản văn mà chúng ta với nghe tức thì bây giờ đang có trước mắt đó? Chữ nào là quan trọng nhất? Rồi mời con ở ngoài đằng kia xa. Dạ thưa cha, là chữ phúc thay ai? Chữ phúc, đúng rồi, bỏ tay hoan hô bằng này một cái. Chữ phúc là chữ quan trọng nhất. Bây giờ có một cái chữ thứ hai cũng quan trọng không kém chữ phúc, là chữ gì? Cũng được nhắc lại tới 4 lần. Chữ gì? Con, rồi, ra đây. Chữ phúc bạn nói rồi nha, anh nói rồi. Bây giờ chữ thứ hai là chữ gì? Với cha là chữ hạnh. Chữ hạnh, không phải. Cái này thêm cái chữ hạnh phúc thôi. Còn chữ thứ cha là chữ khốn. Đúng rồi, bỏ tay hoan hô bạn này. Chữ thứ hai là chữ khốn. Chúng ta thấy kỳ quá, hôm nay lời Chúa hơi căng thẳng ha. Một mặt là phúc cho ai, một mặt là khốn cho các ngươi. Lời Chúa ngày hôm nay là 50-50, căng thẳng ngay từ đầu ha. Một cái cuộc chiến giữa phúc lành của Chúa và cái sự tồi tệ của thế gian. Hai bên sẽ chiến đấu với nhau. Bây giờ cái mối phúc đầu tiên mà Chúa nói phúc cho các ngươi là người như thế nào? Phúc cho các ngươi chim non. Rồi con, dễ nhiều khó. Đúng rồi, vỗ tay hoan hô chim non này. Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó,
Tại sao nghèo khó mà phúc? Chúa nói vì cái gì? Vì cái gì? Chị hiệp sĩ định nói phải không? Rồi cho hiệp sĩ nói. Rồi cho chị hiệp sĩ nói. Thưa cha, là vì nước Thiên Chúa là của anh em. Đúng rồi, vỗ tay vang ngôi chị hiệp sĩ này. Phúc cho các ngươi là những người nghèo khó. Những người nghèo khó là không có nhà nè, phải ở nhà thuê nè, đi làm ít tiền là phải đi mượn nợ nè, đi đóng tiền học, rồi đôi khi cũng phải đợi ba má đi làm về mới có tiền đóng tiền học nè. Nghèo quá không có gì hết. Mà Chúa bảo phúc là bởi vì cái câu đằng sau đó, vì nước trời là của anh em. Cái nhà giàu ở Sài Gòn này, nếu họ có độ 3-4 căn nhà, mỗi căn nhà cao 20 tầng là hết rồi. Còn nước trời là tất cả vũ trụ bao la này, nơi đó Thiên Chúa ngự trị, thì cái nước trời là của mình thì lớn hơn tất cả. Và như vậy cái phúc ở đây không phải là cái sự nghèo đói là phúc, mà phúc là vì nước trời là của anh em. Bây giờ mình nghèo làm sao mình có được nước trời mới là quan trọng chứ, thì mới là cái phúc. Nếu mình nghèo mà mình không có được nước trời thì không là cái phúc. Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó vì nước trời là của anh em. Còn nếu mình nghèo khó mà không có nước trời thì cũng là phúc. Vậy thì làm sao để có nước trời? Làm cách nào để có nước trời? Rồi mời con. Làm sao để có nước trời? Dạ thưa cha, là đọc kinh cầu nguyện. Đọc kinh cầu nguyện, đúng rồi, vỗ tay hoan hô bạn này một cái. Cảm ơn con cho một giải pháp rất là hay. Nhưng mà cha nghĩ còn nhiều giải pháp khác, còn nhiều cách thức khác. Rồi các bạn thiếu nghĩa sĩ. Rồi con thiếu, theo con thì làm sao để mình có được nước trời? Dạ thưa cha, là làm việc bác ái. Làm việc bác ái, tức là ví dụ một việc cụ thể các con. Dạ thưa cha, giúp đỡ người nghèo. Giúp đỡ người nghèo, đúng rồi, vỗ tay hoan hô bạn này một cái. Cách thức thứ hai để mình có được nước trời, đó là mình làm việc bác ái. Rồi còn thêm cách nào nữa không? Còn đây. Rồi làm sao để mình có được nước trời con? Dạ ơi cha, là khi nào mình phải biết yêu thương người ta. Biết yêu thương người ta là làm sao? Con cho một ví dụ được không? Dạ thưa cha, là mình không được tranh cãi người ta. Đúng rồi, cảm ơn con. Vỗ tay ủng hộ bạn này. Yêu thương người ta tức là không có cãi nhau với bạn bè ha, không có đánh bạn nữa nha con. Rồi bây giờ còn giải pháp nào nữa không? Làm sao để mình có được nước trời? Con đi lễ xuất sáng. Đi lễ xuất sáng, rồi đúng rồi, vỗ tay ủng hộ bạn này một cái. Đi lễ xuất sáng cũng là một cách, nhưng mà hình như là tụi con chưa có tìm được một cái chữ nào nó có thể bao tổng quát được một chút xíu. À, bên thiếu bên này coi ha. Rồi, con. Dạ thưa cha, là nghe lời của Chúa và làm những việc Chúa đã dạy. Nghe lời Chúa, làm những việc Chúa dạy. Đúng rồi, vỗ tay hoan hô anh này một cái. Anh thiếu giỏi quá. Rồi, nhưng mà cha vẫn cảm giác là hình như là mình chưa tìm được một cái chữ nào đó nó tổng quát hơn, nó bao trùm hơn một chút. Suy nghĩ kỹ chưa? Rồi mời con. Cha, là yêu thương Chúa. Yêu thương Chúa, đúng rồi, vỗ tay bằng ngôi bạn này. Yêu thương Chúa, nhưng mà cha vẫn cảm thấy là chưa đủ. Còn một cái gì đó nó tổng quát hơn một chút xíu. Cái này thì gợi ý một chút nha. Tụi con phải nhớ lại cái bài đọc 1 sách ngôn sứ Jeremiah đó. Bài đọc 1, nhớ lại một chút xíu. Trong cái đó có nhắc đến. Mà đầu lẽ cha có nói. Đầu lẽ cha có nói. Suy nghĩ kỹ chưa? Rồi ra đây, kỹ rồi ra đây. Dạ đưa cha, là cầu nguyện. Cầu nguyện, cảm ơn con. Như hồi nãy các bạn nói rồi, cảm ơn con nha. Rồi, còn bạn nào? Nghĩa sĩ đi, cái này phải nghĩa sĩ đó. Mấy anh chị nghĩa sĩ đi, động não.
nhớ lại coi có một cái từ nào, một cái từ nào mấy anh nghĩa sĩ đi được không, anh nào cho một hành động, một ý niệm coi. Thôi để cho mấy em thiếu đi, mấy em thiếu có vẻ đang cạnh tranh nè, rồi coi bốn mắt. Dạ thưa cha, là ăn năn hối lỗi. Ăn năn hối lỗi, đúng rồi, vỗ tay hoan hô bằng này. Nhưng mà cũng chưa có đắt giá nên mọi người vỗ tay hơi ít chút, tìm một cái đắt giá hơn. Suy nghĩ kỹ chưa? Rồi con. Dạ thưa cha, là mến Chúa yêu người. Mến Chúa yêu người có vẻ tổng quát hơn một chút xíu rồi đó. Vỗ tay hô bằng này một cái. Tức là để có nước trời là phải mến Chúa yêu người. Đúng rồi, điều đó là chắc chắn đúng rồi. Vì đó là một cái câu tóm gọn lại hai cái điều răn, tóm gọn toàn bộ điều răn của Chúa. Đúng rồi, nhưng hình như vẫn chưa phải là một cái chữ mà sứ điệp lời Chúa ngày hôm nay nói với chúng ta. Một chữ. Nghĩa sĩ bên này, các chị nghĩa sĩ thì sao? Được không? Trong bài đọc 1 hồi nãy có nhắc đến. Rồi rồi, bên kia có một chị hiệp sĩ ha. Rồi đâu, giơ tay lại cho cha coi nè. Nãy có ai ở đây, ai đây? Hồi nãy con giơ tay đúng không? Đúng rồi con. Dạ, thưa cha, tin vào Thiên Chúa. Tin vào Thiên Chúa, đúng rồi, vỗ tay hoan hô chị này một cái. Cảm ơn con. Cái đó là chữ gần đúng nhất cái bản văn Kinh Thánh mà chúng ta nghe. Để là người nghèo mà trở thành người có phúc là vì mình sẽ được Chúa ban nước trời. Mà để mình có được nước trời, tức là được cái mà Chúa ban á, đúng là phải nương tựa vào Chúa, cậy trông nơi Chúa, tin tưởng vào Chúa. Nhờ cái việc mình tin tưởng phó thác vào cho Chúa thì dù mình có nghèo thì Chúa cũng ban đủ năng lực để mình vượt qua cái nghèo, để mình sống tốt. Dù mình có đói, Chúa cũng sẽ ban cho mình đủ năng lực để vượt qua cái đói, để sống hạnh phúc. Dù mình có đau khổ buồn sầu, Chúa ban cho mình sự an ủi để mình vượt qua khỏi cái sự bế tắc của cuộc đời đó, để mình bắt đầu mình làm. Nên tụi con nhớ nương tựa vào Chúa nha. Tụi con nhắc lại cho dùm cha mấy chữ đó. Nương tựa vào Chúa, 4 chữ. Bắt đầu, nhắc lại. Nhỏ quá à. Nhắc lại. Rồi, đây là quan trọng nhất. Không có nương tựa vào cái khác. Điểm 10, cảm ơn Chúa vì Chúa ban cho con điểm 10 là mình nương tựa vào Chúa. Rồi mình đi học được bạn giúp đỡ. Cảm ơn Chúa vì Chúa đang dùng một người bạn nâng đỡ con. Con nương tựa vào Chúa. Rồi khi mình được Chúa mời gọi giúp đỡ người bạn này, cầu nguyện cho người bạn kia, thăm viếng một bà cụ hàng xóm, thì lúc đó mình cho Chúa dùng hình ảnh của mình để chạm đến người ta, để người ta có cơ hội nương tựa vào Chúa. Khi họ cảm ơn mình nhưng thực ra là họ cảm ơn Chúa. Họ bắt tay với mình nhưng thực ra họ bắt tay với Chúa. Bởi vì mình đang nương tựa vào Chúa, nương tựa vào Chúa. Đó là về phần phúc. Rồi bây giờ phần cái phần khốn, cái phần họa. Thì ngược lại, cái phần họa thì Chúa Giêsu bảo rằng khốn cho các ngươi vì các ngươi thì sao? Khốn cho các ngươi là mở ra, mở Kinh Thánh ra. Cái phần khốn thì Chúa nói như thế nào? Khốn cho các ngươi làm sao? Con nãy giơ tay rồi, rồi con. Cha là được chưa? Kinh sư này chưa tìm ra chỗ. Rồi con ngồi xuống con tìm lại. Rồi bạn nào? Rồi con. Dạ thưa cha, là khốn cho các ngươi hỡi những kẻ bây giờ được no nê vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ bây giờ được vui cười vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. Khốn cho các ngươi được
khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế. Rồi, con đọc thêm dòng trên đầu nữa. Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần ủi an ủi của mình rồi. Rồi, cảm ơn con. Vỗ tay hoan hô bạn này. Bạn này mở Kinh Thánh ra đọc rất là đúng. À, đọc rất là đúng chỗ. Ở đây chúng ta thấy có một chút xíu cái mâu thuẫn trong cuộc đời của chúng ta đó. Giàu có thì ai cũng thích. Giàu có, trong Tết vừa rồi mà giàu có là mình được ăn mặc đẹp nè, được ăn ngon nè, được đi chơi du lịch nè, ai cũng thích. Nhưng Chúa lại bảo khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, bởi vì các ngươi đã được an ủi ở đời này rồi. Có nghĩa là làm sao? Có nghĩa là cái đời sống chúng ta đang sống, Chúa bảo chúng ta một điều rất quan trọng. Nó là một hành trình tạm thời, không có vĩnh viễn. Cái vĩnh viễn là đi với Chúa và vượt qua hàng loạt những khó khăn để về nước thiên đàng mới là vĩnh viễn. Do đó nếu mình dừng lại ở một cái thực tại trần thế, mình coi là đủ rồi, thì mình quên rằng mình có bổn phận phải đi về nước trời. Và lúc đó mình sẽ dành cho được cái món lợi này, dành cho được cái danh dự kia. Và khi mình dành như vậy đó, thì mình sẽ phải xô người khác té, đạp lên người khác. Và nhiều lần trong những lúc như vậy, chúng ta đã phạm tội và thậm chí gây ra tội ác. Gây ra tội ác. Cái này thì các ông bà anh chị em, những người lớn thì kinh nghiệm hơn các cháu thiếu nhi. Nhưng các cháu thiếu nhi, các con cũng chú ý, ngay trong môi trường học tập của chúng con cũng vậy. Khi mà chúng con cố gắng quyết cho mình làm sao mình giỏi hơn hết tất cả mọi người, thì lúc đó là mình đang loại trừ những người khác. Đang loại trừ những người khác. Và cái hậu quả loại trừ của người khác đó, ngay khi tụi con được phần thưởng, được khen, nhưng sau đó không có ai chơi với tụi con hết, trở nên cô đơn, trở nên trống rỗng, mặc dù mình là người chiến thắng nhưng mà không ai chơi với mình hết. Thì cái đó là cái chúng ta phải chú ý, vì nó chỉ là tạm thời thôi. Nói như vậy không phải là khuyến khích, không có khuyến khích tụi con cố gắng học, cố gắng làm việc tốt. Cha vẫn khuyến khích tụi con cố gắng học, cố gắng làm việc tốt, nhưng mình phải vừa làm việc tốt trong sự cậy trông vào Chúa, chứ không có cậy vào cái quyền, cái thế, rồi phe nhóm để bắt đầu ăn hiếp người khác, gây đau khổ cho người khác. Vì khi mà chúng ta liên kết với người này người kia để gây đau khổ ra cho người khác đó, thì lúc đó cái vinh quang của chúng ta như giàu có nè, như cười tươi nè, như được mọi người khen ngợi nè, nó núp đằng sau đó, nó là những tiếng khóc than của những người khác. Và thậm chí nó là sự gian dối, một sự lừa lọc và đau khổ. Nên chúng ta được Chúa mời gọi, chọn Chúa làm chỗ để chúng ta tựa nương, chỗ chúng ta nương tựa. Có thể đôi khi người ta bảo rằng những người công giáo đi theo đạo Chúa đó thường ít có người giàu lắm, đa số là người nghèo. Mà đúng như vậy, đúng như vậy, đa số người theo Chúa Giê-xu là người nghèo, người giàu ít lắm. Bởi vì cuộc sống của chúng ta đang sống gần như là để giàu có, thì tự nhiên mình phải đi đêm. Đi đêm tức là đút lót, tức là phải đi theo một cái gì đó sai trái, và hàng loạt những cái tương tự như vậy. Còn ngay chính thì hiện nay bối cảnh của chúng ta không có cho phép một người ngay chính có thể trở nên giàu có được. Do vậy lời Chúa ngày hôm nay của Chúa Giê-xu tuy nói cái đây 2000 năm rồi, vẫn ứng với chúng ta ngày hôm nay, vẫn ứng với chúng ta ngày hôm nay. Khi chúng ta chọn lựa, chúng ta sống đời sống nghèo, thật ra không phải chúng ta chọn lựa đời sống nghèo, nhưng chúng ta bị rơi vào hoàn cảnh nghèo. Đối với những người khác thì đó là một thảm họa, một bế tắc. Còn đối với chúng ta là những người tin Chúa, thì Chúa là chỗ tựa nương chúng ta, Chúa sẽ ban chúng ta đủ năng lực vượt qua cái nghèo đó, để chúng ta có thể sống hiên ngang, nghèo mà sống hiên ngang, sống hạnh phúc. Đó là sứ điệp lời Chúa ngày hôm nay. Xin cho mỗi người chúng ta có thể nhận ra được
lời mời gọi yêu thương của Chúa và đặc biệt là sự hiện diện của chính Chúa trong cuộc đời của tất cả chúng ta.